Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em Khánh sẽ lên sóng review, giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Hyundai Accent nhập khẩu sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.4. Xe mang biển kiểm soát Lào Cai 24A01295, biển cũng khá là ok. Sơn xi màu trắng này. Đấy, bản này thì form rất là đẹp. Một mẫu xe ở phân khúc hạng mà B và trang bị cũng rất là đầy đủ. Dòng xe nhập khẩu bao giờ cũng vậy. Hệ thống đèn đóm rất là đẹp nhá. Đấy, xe này thì đời này thì trang bị công nghệ đèn halogen cả trước cả sau. Đấy, phanh đĩa ABS. Túi khí xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Sơn xi này khá là đẹp, sơn xi căng mọng. Những dòng xe nhập khẩu thì bao giờ chất lượng nó cũng hơn những cái dòng xe sản xuất và lắp ráp ở trong nước. Từng phân khúc các bạn nhé, từng phân khúc có những phân khúc trong nước nhưng nói chung là tùy vào cái mức giá và phân khúc xe. Xi nhan tích hợp trên gương rất là đẹp. Phanh đĩa ABS, la răng đúc hợp kim nhôm, dạng đa chấu, bản này trang bị la răng 16 inch, hơn Toyota Vios 1 inch các bạn nhé. Phần cua lốp đây. Đó, khá là ok. Một chiếc xe form đẹp, không lỗi mốt và mức giá chỉ hơn 200 thôi. Phiên bản số sàn máy 1.4 thì khá tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống phào chỉ nguyên bản, hệ thống táp ly cánh này, khá là đẹp. Đó, nội thất ghế da, phiên bản số sàn, số lùi là số móc, số R nhé. Cú số còn khá là đẹp, màn hình cam lùi, cắm USB, khóa điện, điều hòa cơ. Đấy, dòng xe nhập Hàn thì bao giờ nó cũng có rất nhiều trang bị, rất nhiều công nghệ. Phím bấm vô lăng này. Đó. Ở trên Toyota Vios thì chỉ những phiên bản số tự động cùng phân khúc này thì mới có phím bấm vô lăng. Nhìn cái mẫu xe Hàn thì bao giờ cũng chiều người dùng. Bản này trang bị hai túi khí các bạn nhé. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất và điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình, gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính gia đình. Quý vị và các bạn mà chưa đủ tài chính để mua xe có thể tìm hiểu xem tham khảo, đến khi mình có tiền rồi thì mình trước khi mình xuống tiền mua xe thì mình có thể biết được rất nhiều về cái thông tin xe cộ. Và một chiếc ô tô thì nó rất hữu dụng nhưng quý vị bạn cần phải có một chút kiến thức để sử dụng xe, để tìm hiểu về dòng xe. Đấy, vì là nó tất cả mọi thứ nó cần phải phù hợp với cái nhu cầu, với công năng, với cái tầm tài chính của gia đình. Đó. Không biết là quý vị các bạn có chơi âm thanh cũ hay không? Đấy, em thì em rất là đam mê những cái dòng âm thanh cũ Nhật, hoặc là những đại khái là những cái dòng âm thanh cũ từ những cái đời 1980 đổ lại. Đấy, những cái đời đó thì có những cái hệ thống âm ly rồi những chiếc loa rất là hay các bạn. Đó, rất là phù hợp. Đấy, và nó phù hợp với cái chất lượng nhạc này và cái tầm tiền. Và trước khi em xuống tiền mua loa hay âm ly thì em phải tìm hiểu rất là kỹ các bạn, tìm hiểu rất là kỹ. Vì có thể mình chỉ mua một lần thôi, một đến hai lần thôi. Màn hình cam lùi này, cảm biến lùi này. Quý vị các bạn mà cần tư vấn về xe cộ thì có thể liên hệ cho em Khánh theo số 0818733286. Đây cũng là số Zalo của em. Hiện tại thì dùng Zalo thì mình có thể trao đổi thông tin rất là tiện ích và không mất phí gì cả. Mình đã đăng ký gói mạng cả tháng rồi. Đấy, lốp rất là mới, là răng đúc phanh đĩa ABS 4 bánh luôn. Đấy, dòng xe Accent này rất là ưa chuộng vì form đẹp, xe chất lượng, trang bị nhiều công nghệ. Xe này thì có thể kết hợp chạy công việc, chạy gia đình, rồi kể cả chạy dịch vụ đều rất ok. Nó ở một cái mức tầm tiền và
thời trang rất hợp lý các bạn, Hyundai Accent hơn 2 triệu đồng thôi. Vâng, ở chiếc Hyundai Accent sản xuất 2012, phiên bản là số sàn máy 1.4 nhập khẩu Kia, Hyundai Motor này nhập khẩu nhé. Đó, sau này thì dòng xe này thì sản xuất và lắp ráp ở Việt Nam ở những cái đời cao hơn. Hệ thống gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, hệ thống loa lượn rất là đẹp này, rất là nhiều hộc để đồ, 4 loa chính và 2 loa tép. Vô lăng còn khá là đẹp này, phím bấm này, tăng giảm âm lượng chuyển vai, khóa điện nhé, khóa điện này khi mình xuống xe mình bấm mà mở ấy rất là tiện, không phải cắm chìa vào. Hệ thống bảng táp lô này kết hợp giữa công nghệ LCD và analog, màn hình LCD rất là nhỏ này. Đấy, báo xăng, báo nhiệt, báo ô đô này, ô đô hơn 18 vạn. Chiếc xe sử dụng đâu đó 11 năm và 18 vạn thì chưa đến hơn vạn một năm thôi, chưa đến 2 vạn nhé. Đó, một chiếc xe gia đình sử dụng, màn hình DVD chạy đĩa CD, đĩa DVD, cắm USB thẻ nhớ này, các kiểu dẫn trì đường, điều hòa 2 chiều, iWiC, iPod và cổng USB, rất nhiều tiện ích này, để điện thoại rất là thoải mái nhé. Đó, màn hình cam nùi góc rộng. Hyundai Accent trang bị động cơ là 1.4 thì công suất cực đại đâu đó khoảng 100 mã lực. Đấy, Toyota Vios thì 1.5 thì 107 mã lực. Đó, nội thất rất là sạch sẽ, số rất là ngọt. Đó, vô lăng bọc da rồi. Còn gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Đó, máy nổ rất êm. Đó, cửa đóng phầm phập, lốp mới, la răng đẹp, hệ thống đèn đóm sáng quắc, kể cả đèn gầm nhé. Dòng xe rất là ưa chuộng ở Việt Nam. Vâng, ở đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Accent sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.4, một mẫu xe nhập khẩu Hàn Quốc. Đó, máy nổ cực êm nhá. Trang bị 4 máy này, 1, 2, 3, 4 này. Sử dụng hệ thống van biến thiên thông minh, trục cam đôi. Trên dòng xe của Honda thì ở cái đời này thì vẫn sử dụng trục cam đơn các bạn nhé. Đấy, cam đôi này thì giống trên Toyota Vios và những dòng xe Kia, Hyundai, đấy, kể cả những cái mẫu xe đến từ Nhật như Mitsubishi. Đây là cụm chi ABS, phanh đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt này. Đấy, hệ thống cụm giảm xóc này, keo chỉ này, rất là đẹp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Hyundai Accent thì tương đương với cả Toyota Vios. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,5 hỗn hợp. Mặc dù trang bị 1.4 nhưng tiêu thụ nhiên liệu của nó thì cũng tương đương với cả Toyota Vios 1.5. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế các bạn nhé. Còn đôi khi nhà sản xuất công bố thì nó sẽ có sự sai số. Đó, nghe máy nổ quá phê luôn. Máy móc khô ráo sạch sẽ nhé. Vâng, Hyundai Accent sản xuất 2012, nhập khẩu phiên bản số sàn máy 1.4, mang biển kiểm soát Lào Cai 24A01295. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 265 triệu đồng. 265 triệu đồng thì bên em còn bao hồ sơ để hỗ trợ vận chuyển cho quý các bạn. Nếu quý bạn không có điều kiện đi để xem, đến xem thì em sẽ cọc tiền, em sẽ đánh lên. Hoặc là trước khi mình cọc tiền thì mình sẽ xem chi tiết rồi mình thỏa thuận về giá cả nhé. Đó, một mẫu xe đến 10 năm nữa cũng không bị lỗi mốt, nhất là màu trắng này,
Hyundai Accent màu trắng này là màu đẹp nhất các bạn nhé. Đó, cầu tòa và ớt thì màu trắng cũng không đẹp bằng mẫu xe này. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.